cá nó bắt được. À có cái chài nhỉ, không phải mang cái chài về. Chào anh em nhá. Hôm nay anh em mình sẽ bắt đầu lên đây bắt vịt ao các bạn ạ. Ao rộng thế này không biết có bắt được không. Anh em sẽ phải xuống đuổi. Này thời tiết khá lạnh anh em ạ. May mà còn nắng ra ấy. Lạnh đấy. Nhanh nữa đúng không? Ok anh em đứng ở đấy cho nó từ mày mà đuổi nó vào cho chuồng của nó này kìa. Ở chỗ này lông nhỉ? Vâng, ở chỗ kia mới sâu. À, cũng nhanh thôi. Anh đứng ở đấy, nhiệm vụ đóng cửa chuồng nhá. Em Thơm đi bộ, em Thơm bơi quá khỏe anh em ạ. Thần bơi. Cái này nó sạch. Rồi lên đây anh em ơi. Anh ra để cho nó lên đi. Không anh ra ngoài ấy, ra chỗ này này nó không lên đấy là đường đấy nữa mà. Anh Đức ra, anh Đức với anh Tuấn ra cho anh Hải ngồi. Lên rồi. Nó lên ở chỗ kia cơ mà anh Đức, để nó lên ở chỗ gần anh kia kìa. Lên đây. Một con đen nào nó lên. Mấy con nó lại. Mình đi ra. Nó phải khỏi mưa chấm cái chip vào nó. Mà đưa con đi. Mấy con đầu xanh ấy. Đầu xanh con này thì lâu ngoan. Đầu xanh. Cái đầu xanh này đó. Cái bảo con cất luôn ra rồi đấy. Đấy, con lên rồi. Lên, ok. Ăn đồ cho nó vào trong chuồng kia rồi đóng cửa lại. À cái đấy họ ấy rồi, họ ấy rồi. Họ bịt rồi. Vào. Đi luôn. Đóng cửa đi. Ôi. Đơn giản nhỉ. Rồi em. Đóng lại nếu vào mắt là nó chạy bay đấy. Nếu mà đẹp bắt, đó, nước trời bắt. Lấy con béo béo một tí anh em ạ. Sao lại chỉ đồ kéo nó vào con tối nên còn nói. Lùa cái tay vào thẳng nó.
Anh biết ăn đậu xanh à? Con tôm mè nữa thôi. Thấy con béo được nhỉ? Con mái ngon mà. Bắt cho đầy con béo à? Con nào gầy thả đi. Ok chưa? Anh thấy con cái béo không? Béo lắm, mập. Ờ, thế lấy con đi đi. Anh em ạ. Vịt quá ngon nhỉ. Con này cũng nặng đấy chứ nhỉ. Xin nó chọc chim vào đây. Ôi, ba em. Siêu ngơi. Thả ra cho nó ra ngoài. Anh cuốn vịt. Giết luôn. Ây gì à, cẳng lại. Hôm nay Hoa Ban đi rừng bắt được cả một con đại bàng to à? Em Thơm răng bươi lên đây à? Con cú mèo à? Có hồ nó nó đi khổ nên tỉnh thế đó, sống thế nào. Nó nào. Ở phần chiêng luống máy thở máy, mà ai giờ đi. Nó thấy có mùa mẹ này. Nó càng làm càng luôn. Nó mày, ta lên dệt dệt này mày. Con này nó phân tự rồi có lô. Tái thì bọn em thì trâu, thịt bò, thịt lợn nhỉ. Muốn tái. Này anh em này, nhìn thấy con kia to chưa? Béo ác, cho anh cầm lên thử con đấy thế nào. Bằng con cò của mấy cắt cơ không? Vinh kia con trong kia mà. À, con này con gì? Mèo ấy, con cú mèo ấy. Đấy. Đấy. Đầu to nhỉ. Nhưng mà con này nhiều thịt ác. Người ta bảo hôi như thịt. Sắp sôi rồi, sôi lên rồi. Phê thì tôi đi lên sóng tôi tí thế. Lột phần. Thế học bói ở tổ chứ mà hơn đâu mà ngắp thì tôi phân mết này. Ôi dồi ôi. Hôm nay đi, đi, đi bẫy ác nhỉ, thăm bẫy căng thật. Chẳng có gì tiếp đón hội anh dưới Ninh Hiệp. Anh nhé. Này mình sẽ làm món canh sóc nữa. Lạp canh à, thì là canh lạp sóc. Có thêm cả con cú mèo nữa. Bên tên Bắc đồi cao này thì ăn sóc, xuống Hà Nội thì ăn chuột. Toàn đồ dương hết. Anh em mình như đổi nhau như thế thôi. Ăn luôn một cục chứ. Bấm ra làm canh. Bấm gì nhúi để em gì đây. Bấm làm gì đây. Canh anh. Cái canh. Làm canh ấy. Quá ngon anh ạ, món bịa rồi. Xong. Thì nãy anh em mình sẽ bấm ra. Nhân tiết canh anh nhớ nhá. Đôi. Bịa sóc của anh em đây các bạn ơi. Món siêu phẩm của ngày hôm nay. Bịa sóc phải uống kèm với rượu. Bản sắc dân tộc đúng không? Sóc của chỗ anh đâu? Chế kiểu gì đấy cho anh? Đây để Hoa Ban chế. Cái này thì mình không biết làm. Chịu. Mình cũng chịu. Bịa nướng à? Không, chưa bác Khánh ơi. Xôi sủi đã mát bị cho mới mì chính vào là... Cho bàn đánh quá ớt. Nhiều quá. Nhưng mà ớt này có cay đâu. Rất ngọt mà. Không ạ. Úi dồi. Thế anh em có phải cơn không nhỉ? Chế ra. Đếm. Tiết canh. Úi dồi ôi, cái món tiết canh lông dây của anh em mình quá ngon các bạn ạ. Tiết canh sợ đấy đúng không? Úi. Ừ. 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 Kể nó đi cho anh. Ăn vẫn nhà tại nhà ngó thế nào. Cái món pịa này không biết Hoa Ban sẽ chế kiểu gì đấy. Pịa nướng qua anh em ạ. Thái ra rồi cho thêm canh vào. Cho nước canh vào, cho gia vị vào. Một nửa đêm đi. Rượu xong đi nè. Cho thêm tỏi, lấy tỏi vào. Rượu chưa xong. Ta cũng bảo thầy chóng sẽ khuôn thế. Ăn khuôn thế. Đi đấy, thử ngồi đấy. Thời chóng, thời chóng đó.
thì chó nó chuột hình nhắn quả áo chứ rồi ngồi trượt xuống nó ăn hình. Em sau đi. Đây cái món này mà anh, xong rồi. Bia. Cái bát to ấy đổ rượu gì đâu gì? Hết bát to là hoàn cảnh. Quá. Cường cường. Đúng rồi. À. Đâu tiếp canh. Một bát đi. Bát kia để sang cuối một tí. Cành sóc nha anh em nhá. Mời anh em ăn. Mời cả nhà nhá. Mời anh em nhá. Thử cành sóc. Đồ ác đúng không anh? Thử nói một cái. Rồi. Cái bánh xám à. Anh Tuấn thử thử vị xem nào. Anh Tuấn anh thì thử cái món canh sóc bọn em xem nào. Đây rồi. Rồi. Hả? Chú xuống coi. Ở mình nó lên đây mà. Anh Hùng đang review cái món rau chấm món này à. Chấm chéo gan này. Chấm cái này, chấm nó ngập vào tí. Thôi được rồi, đắng lắm. Làm gì đắng, làm gì đắng, đắng, đắng đâu, có phải pịa đâu anh. Ồ, bắt bắt nước mắm mang đi bên này một tí. Chưa. Chúng mày không thích chấm cái này. Này chưa. Khi sóc có mắc khén thì có thể. Có thơm cái gì à? Cho hàng khén này. Cái cành vẫn là cành nhỉ? Vâng, vâng, cành. Cành kiểu vị khác anh ạ. Ở đấy. Thử thử, mà kia nhìn bên dưới thì nó... Đấy, sảy lắm. Nhìn có vẻ pịa anh này. Ai chiến được thì chiến, già dày thì ok hết thôi. Thôi mời anh em đi. Có lên thôi nhỉ. Rượu chè hơi chén nhỏ nhờ. Anh Đức nhờ. Đây đây đây. Anh em mình lên đi. Anh chú anh kêu chén rượu. Lên đi. Đấy rồi. Anh nhá. Thơm. Sức khỏe. Anh nhá. Có hết rồi, của chú anh có rồi. Rồi mời anh em nhá. Bắt đúa chưa? Sức khỏe để láo nhá. Sức khỏe nhá. Khỏe anh Hùng. Anh Đức nhá. Không phải các anh nhá. Rồi ra sao tí nữa nha. Rồi ok. Mời tất cả anh em, mời tất cả nhá. Xiên em nó. Lại bị phạt. Lại sao lại phạt anh? Xiên em nó cơ mà. Có nói tí tiếng Tây nào là tiếng nước ngoài nào đúng không? Rồi mời anh em đi, mời tất cả anh nhá. Okay. Anh em ra đòn đi. Ôi mời đòn anh em. Muộn quá anh rồi, đói quá. Ôi. Ơi, lên đi. Ok. Cho anh thử cái này mà. Ở đấy, đúng rồi. Bia. Nào ăn đi. Mời anh em đi. Hai vị nó khác nhau ấy. Thử ăn mới không mất khen với mất khen. Cái này nhạt có gì đâu. Ăn đâu anh, thơm hơn. Thơm hơn mà anh, thơm nó có hạt lục cành. Thơm hơn, anh thích có hạt lục cành. Thơm mạnh chấm không? Không, nhạt. Nhóm ăn anh ạ. Nó còn là nước chấm ấy. Chả giống như kiểu nước thần thánh ấy. Rồi, ok. Múc làm gì? Chia cho anh em thưởng thức là cái nó ngon lắm đúng không? Không anh em mình ai cũng ăn được thì đổ vào đây luôn đây này. Chỉ có xếp thôi mà cái đấy. Cái kia là ruột của nó chứ. Đâu? Vâng. Cái này thì cái này. Sẽ có mắc khén. Điện đúng rồi. Đây đây đây. Đây đây. Đây đây. Đây đây. Phần lòng mong của nó. Cái này giống nhau. Đây có mắc khén. Có mắc khén này nó như thế nào? Thơm quá. Thơm. Thơm mà. Đây, cho vào đi. Đúng rồi. Sợ gì thanh nhân cả mà dạ dày chưa ôi dạ em thơm dạ hết ba nước mắm rồi ok nhớ đây anh em ơi ok ok nó không đưa ra đâu ba chấm vào đấy luôn đi chấm luôn đấy nước mắm nó đã ít rồi chấm vào đấy luôn đi đi xì mãi mới được đấy số rồi nào anh em lên lên cho lên đi nào cho anh em cho lên phấn khởi nào à vẫn còn à à lên nè. Đây, anh em à. Hơi xa đó. Anh em mình đúng không? Đây. Đi tiết canh nha, anh Đức bỏ hắn canh đi. Làm ăn không? Làm ăn tiết canh đông dây không? Không dám ăn à? Không lên thế giáo. Anh em ăn đi. Ngon mà anh. Thế giáo gì mà đắc đầu thế? Ai à. Ngon á. Ngon mà nó không đông được nhỉ? Ngon anh. Ngon mà anh xem. Lên đi. Ngon. Thử miếng nha. Ngon mà. Ngon lắm. Ừ, coi kia mời anh em. Anh Hùng ăn đi. Khoan đi canh à? À anh Hùng khoan đi canh đúng không? Ừ. Yep. Khoan mà đúng không? Đúng không anh em? Nhá toàn tỏi miếng đấy. Bên này cũng không ớt. Đi đi Vân Thanh. Ừ. Đi đi. Đấy. 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 Anh ăn một cái. Một miếng rồi. Đấy anh em lên pịa đây. Pịa có mất đấy. Vâng. Đấy uống đi em. Mình sẽ làm không ạ. Ớt tươi. Thế này em bên đi. Này cho anh tiết canh này. Đây này có bên này. Ừ, anh ạ. À. Thế này ăn à? Ừ. Vâng, ấy. Anh lò to vào. Đỏ phải hết quả đấy, nó không cay, nếu mà nửa quả là cay anh ạ.
Ăn đây mình ăn theo kiểu hèm của nó. Bọn này nó cứ miếng trên cạnh nó ghém vào quả ớt. Em tên là em sinh năm 92. Anh kia là Tuấn nhá. Chú mày còn đâu anh đã biết rồi thôi, ai nào chưa biết thì cứ chăm sóc đi. Lần đầu tiên lên đây thì cứ phải chăm sóc chứ. Không mày. Này gần đấy đi cung đình. À, cung đình thì mình cung đình thì anh em mình chưa đi qua đâu nhỉ? Cung đình Huế đúng không? Cái cung đình là cái cung lại bị lạc sang ấy. Mà lúc đi về nhà anh không mà mày bị lạc sang là lạc sang về nhà. Gần chỗ mấy cái ao cái chùa đấy anh. Cái vực rồi. Cá bây giờ chắc to lắm rồi anh Đức nhỉ? Cá nhà anh ấy trước giờ còn 3-4 cân rồi. Còn mấy to, còn mấy cân ấy. Nó cứ lao đi lao lại. Xuyên mình tóm được. Thì mặn. Đi vào cái đầu sen kia xước hết người. Cái cảnh à? Mấy cân mềm mờ. Nó là ớt nên nó nhiều. Hoa vàng còn ngủ dưới kia anh nhỉ? Hơi mặn à? Hoa vàng với anh Thọ nhỉ? Thọ nó gọi uống rượu nhưng mà đéo nhẹ. Thôi để em đi. Nào anh em làm trái cho anh em khoa nhá. Hôm nay là béo mà cứ mở cá lẫy đấy. Bây giờ kéo ai à? Ồ sướng sướng à? Bùi ăn là bốc nhá. Ừ tên là bốc thì sướng là khai cùng với anh chưa cái tên anh Đức. Nào thôi lên. Em tên Dũng. Nhá. Anh em 92 nhỉ. À. Quá nhá. Anh Hải ơi, anh em mình chiến một chén đi. Đây đây, thử tao đây đi. À. Tao tao mày. Quá nhá nhá. Ok. Uống bao nhiêu uống nhá. Ăn gì? Hết đi. Nên hết. Em đang khổ tay của tôi. Nhấp môi ra. Ôi trời ơi. Anh lần nào anh lên anh cũng thế này thì bọn em hơi buồn đấy. Đang ốm rồi. Anh được rồi. Anh Hải lúc nào cũng bảo ốm nhỉ? Đoàn này đi được, nó mỏi hả? Nào, mười nào cũng thấy ốm. À, đầy vào. Ngon không? Chén to ăn. À, sức khỏe anh nhá. Ok, sức khỏe. Bác Khánh anh hồi rồi nhá. Ôi xà kia. Mình thích lắm nhưng mình không fan. Hôm nay hoa anh nhơi mà để anh Tài biết chắc anh Tài cũng lên nhỉ? Hả? Anh Tài lên đi. Đi lấy xe à? Đang lấy đăng ký xe à? Đăng ký xe à? Ừ. Xin phép à. À thưa bà, anh Hùng nhá. Uống với à, em xin phép nhấp môi với anh Hải một nhấp môi nào. Không nhấp môi gặp nhau đúng không ấy? Không mình vẫn uống mà, gặp anh Hải nhấp môi mình cũng phải nhấp cho anh này nhỉ. Hải nhá. Em mua anh nhé. Ok. Em Hùng nhá. Rồi. Em uống mạnh đi. Thôi xin phép nào. Rồi. Em uống với anh Tuấn, anh Tuấn ơi. Ok. Chúc anh sức khỏe nhá. Anh nhá. Lần đầu tiên anh lên đây nhỉ? Đúng rồi. À, cho anh khỏe nha. Đưa bác thử quá. Ăn cơm mà ăn cơm như này. Lúc nào có gì bên Điện Biên thì cứ ghé với em chơi nhá. Rồi, anh tưởng hay bên Điện Biên lắm. Điện Biên có bồ anh. Anh em mình lên thôi. Anh em mình nhá. Cho sức khỏe nhá. Tạm xa nhá. Đây vào. Hả? Đây vào. Cái chén này to to một hớp nó không hết. À. À, cho sức khỏe nhá. Anh nhá. Rồi. Cái này là khóc thì nó chùa lông lông nói như là nằm xưa ý là mà tao cùi gì nằm xong chén đi chén. Ô, anh em bảo này anh em nhá. Sau cuộc nhậu thì bây giờ là các anh ở dưới Đinh Hiệp gục hết rồi. À có anh Tuấn, có anh Tuấn, có anh Tuấn, anh Đức. Còn ở bên anh em Tây Bắc thì có chỗ anh gục nữa nha. Đùa. Đi đâu à? Gục một người. Đây à, quên hai, gục hai người đúng không? Nhưng mà vẫn còn hai tượng đài lớn ở đây, anh Tuấn với anh Đức. Anh em sẽ tặng quà bánh cho đội trẻ con với phát ít ghế đá cho trường đấy các bạn nha. Có một cái mấy cái ghế ghế đá, ghế đá là em sẽ mang cho chị của em. Rất là mong các cô, các thầy, nhà trường tạo dựng được diện cho khách các anh đi tính đi. Đi anh em có quá. Khách ngồi xa ra đi. Và là để đây cho cháu. Cho chị được diện là 5 cái ghế đá. Thưa trường, để cho cháu là thầy cô
Ngồi vào đây. 5 cái. Không, 5 cái thôi ạ. 5 cái là tất cả sân quá. Chặt sân 50 cái chặt cái. 5 cái được. Đây là trường ở trong bản mình các bạn nha. À và đây là trường ở trong bản mình các bạn ạ. Lần đầu tiên anh em mình cũng đi phát quà rất là nhiều, nhưng mà đây là lần đầu tiên được các anh phát quà ở ngay tại cái tại điểm trường tại bản mình luôn. Thì anh em phát quà cho đội nhỏ nha anh em, mà còn mai anh em mình mới bắt đầu làm ghế đá để tặng thầy cô nhá. Đó trường nhá. Hello. Hello. Chào cô nhá. Chào cô giáo nhá. Cô giáo nữa. Chào cô xinh quá, cô ơi. Chào học trò nhá. Nghe lời cô giáo nhá. Nghe lời cả các chú luôn. Đây. Chủ yếu là các chú ấy. Con này. Là học viên thì bảo các chú lên. Mình chi? Con này. Anh ra. Ăn có quả nhá. Mình chạy được ấy nhỉ? Chỉ có ai đâu nhỉ? Mày ngồi ăn có bạn người đó à? Trước cho mấy cháu hai hộp. Con ơi. Cháu hộp. Ngoan thế, khoanh tay lên bảng ai nè. Thanh niên này chạy thế nào mà đầu sưng thế này? Nga. Không, đây là dân chơi. À đây chi. Rồi ngoan thế. Con nhà ai sao bằng ná căng thế. Xẻ đẹp thế. Ông bay nhá. Xin nhá, xin phải xin bác nhá, bác cho phải xin nữa chứ. Bác cũng còn là tất cả con là sinh sinh của mình. Bác cũng xinh như cô giáo. Bác xinh như cô giáo. Bác cảm ơn bác đây nào. Bác có con kẹo. Các cháu sợ lắm rồi đấy. Ôi, cô tự chia cái thạch cho cả kẹo đây cùng em bán nhé. Thế nên là đây. Các cháu của bác Khánh đâu hết rồi. Mình biết đây là có một cháu là người phụ là người yêu cũ bác Khánh mà. Và người yêu cũ thì đúng mà. Con này. Đây là con của chú Vĩnh nhỉ. Cầm. Đây con gái chú Vĩnh nha các bạn. À, học giỏi nha. Con học giỏi nha. Ngoan nha, đến mẹ nha. Không được là hư nhá. Không được đánh mẹ nhá. Đánh mẹ nhá. Không biết là bố. Bố mà đánh mẹ. Bố mà. Bố đi đánh mẹ. Nếu mà bố đi đánh mẹ. Rồi anh ơi. Còn một lớp nữa mà. Chưa, có cái này. Chưa học à? Đây. Hai cái bóng bay nhá. Thổi thoải mái. Thổi đau cái tay ra đây. Thổi bóng bay, thổi đến khi nào vỡ thì thôi. Đây, có đây. Mà lại có ai cần thổi đi để cứu tôi thổi thôi. Bảo con thổi nữa, không phải đâu. Thế đâu nhỉ? Thế rồi, con số cái thì chắc mình là thầy. Thầy giáo rồi, có rồi. Đừng có buồn nhá. Thế này là bây giờ em ơi. Đây, có đấy em. Các cháu ở đây. Thế này nhá. Khi mình học phải nghe cô và nghe thầy. Khi mình ở nhà thì nghe bố và nghe mẹ, đúng không?
Thế à, bác có bảo bác ra hỏi nhá. Thế mình à, đi học với ai nhỉ? Cú chuyển lên nhau đi. Cú ấy, cú à. Trả lại anh em. À, con. Đủ chưa? Chưa. Ăn mà. Có vậy. Thế rồi anh mua. Hai cái. Bên kia xong rồi. Hai cái. Hai cái. Thôi nhưng mà chỗ nào đã. Đây, đâu có vậy có cái đâu không rồi. Tôi mua. Đây. Chung nhau nhá, này là chung nhau nhá. Ừ, ok rồi. Này là chung nhau nhá. Ok, vòng tay vào. À, sơn hồng nữa ấy nhỉ. Một cái này là chung nhau nhá. Còn ai làm về, cái này là về. Ôi, cô tên là xin chào kính trưởng không? Cô Tâm xin. Thì bác mới mắc bản thân thì cũng là thi được cùng đi thôi. Chả có gì khác. Hôm nay bác cũng xuống là... có một chút quà nhỏ nhỏ tặng con là cũng không gì hơn là hôm trước có Vin và cô Tâm là con là sinh viên trường đúng không con? À vâng, đấy có phải cô Tâm đây không? Ừ. Thì các con đứng dậy chào cô ấy, anh nhỉ?